Đây nha, cháu hàn hết cho chú rồi nha. Đây là một cái dây chờ ra mobil này, để cắm mobil này. Đây là dây ra loa này. Đây là dây loa nha. Đây là dây ra loa để cắm vào loa hai đầu. Chỗ này thì mình sẽ có dây cắm rắc cháu hàn nó rồi. Cắm vào đây. Trên mạch này nó có một cái chữ nó gọi là SP. SP nha. Speak. Dây số 2 đây. SP speak. Dây đầu tiên là in. In đấy tức là mobin vào. Đấy. Thì ví dụ đây là dây chờ mobin. Thì cháu sẽ hàn cái mobin như cháu nói ấy, thì cái mobin nó sẽ có nó hàn vào hai đầu này. Thường nó sẽ hàn vào hai đầu này và hai đầu chờ này. Hai đầu chờ này không có gì cả. Khi hai đầu chờ này không có gì thì mình hàn cái đầu rắc này vào đây và mobin. Vào mobin của chú. Đấy, mỗi đàn thì bọn nó sẽ có một cái mobin để theo đàn để chỉnh cho nó chuẩn. Thì mỗi một đàn nó mobin khác nhau một tí đấy, vì là cái đầu này nó sẽ ngắn dài khác nhau thì tiếng nó khác nhau này. Để nó hợp với cái đàn đấy không ấy. Thế thì mình hàn này vào mobin. Hàn xong thì mình sẽ cắm cái mobin vào cái cổng in này thì mobin nó sẽ nhận. Ở đây. Tiếp tục đây là nguồn này, đây là cổng chờ nguồn này, dây chờ nguồn nó có chữ 12AC. 12AC. Đấy. Còn đây là pin. Pin thì nó sẽ có công tắc đây. Bật tắt đây. Cháu cho bộ ốc vít để chú cắm vào đàn chú vặn vào. Đấy. Cái này là nguồn. Nguồn cắm sạc cho pin. Để ngoài. Để vì khi mình cắm vào đàn mình sẽ cắm này. Sau đó mình mới nối với pin. Thì ở pin sẽ có hai cái dây chờ như này. Hai dây chờ để nhận nguồn điện vào. Sạc. Thì hai dây chờ này tuyệt đối không được, không tóc đồng tuyệt đối không được cho nó chạm vào nhau. Nó mà chạm vào nhau là nó nổ cái cục pin này đấy. Không được để chạm vào nhau nên là mình sẽ bóc cái đỏ này trước, nối với cái đỏ này. Sau lấy băng dính đen quấn vào, bóc cái đen này, nối với cái đen này. Sau lấy băng dính đen quấn vào để nó không bị chập. Đó, thế là xong. Thì khi bật công tắc lên thì nó sẽ sáng cái đèn báo pin này. Đấy. Đèn này đang 2,5 đập nháy 3. Thì khi hàn ấy tuyệt đối không được cho tay chạm vào những cái mạch như này. Như là mấy lúc bật điện lên không được đối cho tay chạm vào những cái mối hàn ở trên cái mạch này nó chập. Tuyệt đối không được cho tay chạm vào đấy, kể cả mạch như thế. Tuyệt đối không được cho tay chạm vào cái mạch này trong lúc đang chạy, trong lúc đang bật. Cái này cũng thế, cháu hàn cái dây mát vào đây rồi không chạm vào đây nha. Mình chỉ nhưng mà mình chỉ cầm đây, mình vặn này, mình vặn đây. Cầm đây lên sau vặn đây. Chứ không được phép cầm như này vặn. Sau đó cắm vào đàn thì người ta sẽ chỉ vặn. Mình sẽ chỉ vặn đây thôi. Chứ không được sờ vào đây. Sờ mà thực ra là chỗ này thì cháu cũng bọc hết rồi. Bọc hết là rất là đẹp rồi. Bọc hết cao su vào đây để tránh chập rồi. Nhưng mà phòng trường hợp ví dụ tay mình dính nước hay gì nó chạm đây là nó chập. Nên tốt nhất là không hạn chế không sờ vào cái chỗ này. Hạn chế không sờ vào đây. Hạn chế không sờ vào cái đít này nha. Đi này có chống chập, đây nó có cái chỗ đầu mối này hàn thế này. Sờ đây sợ rồi. Sợ dính nước nhưng nó chập thôi. Nói chung là tốt nhất là tránh xa với cái mối hàn ra. Đấy. Xong. Nó chỉ có vậy thôi. Cháu nối cho xem thử nhá. Đấy nha, giờ cháu nối nha. Cái chỗ này là nguồn vào thì mình sẽ nối để cắm sạc thì không nói này. Cái này bỏ ra này. Cái này là nguồn của pin này. Cháu cắm vào cổng 12AV nhá. Cắm vào đây. Đừng, mình sẽ không bật điện. Khi mình đang làm thì mình đừng có bật điện. Tốt nhất là mình đang nối thì mình không bật cái công tắc này lên. Đây, cháu chuẩn bị một cái mobin đây. Cháu đã hàn sẵn đây. Đấy, thì mình cháu cắm vào cổng in này. Cắm vào cổng in này. Đấy, cắm vào cổng in. Đây là dây loa. Dây loa cắm vào cổng SP. Đây là cổng speak. Đó. Đây có con loa. Nối dây vào. Đấy, xong. Nhưng mà mình bật công tắc này. Đấy, thì cái chỗ này này, cái chiếc áp này nó nói này. Mình sẽ cầm vào dây điện này mình vặn này. Chứ mình tuyệt đối không cầm vào đây vặn này.
rất dễ chập, cầm thì cũng chả sao đâu, nhưng mà tốt nhất là hạn chế, sờ qua chứ thì cũng chả sao đâu, nhưng hạn chế. Đấy, có phát nó nhận này. Đấy, nói chung là mình hạn chế sờ các mối hàn trên mạch này, mình không được phép sờ vào. Lắp xong ngon lành rồi thì bật lên để là nó sẽ không bị chập. Đấy là cẩn thận nhất. Đấy, vặn này thôi, vặn lên vặn xuống. Tất nhiên là hạn chế sờ mối hàn. Sờ thì đỏ thì không sao, đen thì nó chỉ nổ bụp phát thôi. Kiểu thế. Đấy, tắt đi, xong rồi.